Tin mừng theo Thánh Luca. Đức Giêsu kể một dụ ngôn: anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. Khi cây đâm chồi, anh em nhìn thì đủ biết là mùa hè đã đến gần rồi. Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra thì hãy biết là triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Cuộc sống mới. Tôi đến thăm một cha già, thấy cha đau đớn vật lộn với căn bệnh ung thư phổi. Tôi không nói được lời nào. Nhìn thấy tôi, cha nói: con mới đến hả? Dạ. Cha có đau nhiều không? Cha mỉm cười và nói: cha không sao, cha nghĩ mình sẽ có một cuộc sống mới. Lời Chúa hôm nay kể cho chúng ta một dụ ngôn ngắn, hàm chứa bài học về cây cối đâm chồi và nước Thiên Chúa đang đến. Hầu hết các học giả tin rằng cây vả là hình ảnh Israel và sự đâm chồi của nó là sự hồi sinh của dân tộc này. Hơn hết, Đức Giêsu loan báo triều đại mới, dân Israel trong nước Thiên Chúa. Những diễn biến trong thiên nhiên cách nào đó diễn tả sự chóng qua của đời người. Vậy, chúng ta đã chuẩn bị gì cho mình để khi Chúa đến lần thứ hai, chúng ta sẽ có một cuộc sống mới trong thiên quốc với người? Lạy Chúa, xin trợ lực để chúng con không sợ hãi và vui mừng thốt lên: lạy Chúa, xin ngự đến.